những sự thật thú vị về vạn lý trường thành mà có thể bạn chưa biết. Một, Mọi người nghĩ chiều dài của trường thành là khoảng 6.276 km, nhưng thực tế toàn bộ công trình này dài tới 8.851 km. Khoảng 6.276 km là chiều dài của phần tường thành do con người xây dựng, nhưng tường thành này còn bao gồm cả các hào và tường chắn tự nhiên. 2. Việc xây dựng trường thành kéo dài hơn 2.000 năm. Những phần đầu tiên được xây dựng vào đầu thế kỷ 8 trước công nguyên. 3. Ước tính số người tham gia xây dựng công trình này lên tới 800.000 người. 4. Vạn Lý Trường Thành còn được mệnh danh là nghĩa trang dài nhất thế giới vì hàng trăm ngàn người đã chết trong quá trình xây dựng. Một số người được chôn ngay dưới móng tường thành. 5. Câu chuyện Mạnh Khương Nữ tìm chồng Đây là câu chuyện nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất trong số các truyền thuyết về Vạn Lý Trường Thành. Chuyện diễn ra vào thời nhà Tần, Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ, bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, nàng đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm, nước hỏa lẫn máu. Tiếng khóc của nàng vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.